hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trong các ngày 16, 17 và 18 tháng 7. Đoàn Thanh niên Việt Tin Banh phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, Bộ Công an và Đoàn Thanh niên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tổ chức chương trình Hành trình tri ân năm 2020. Trong hành trình tri ân năm 2020, đoàn đã tham gia nhiều hoạt động hết sức có ý nghĩa. Cụ thể, chiều ngày 16 tháng 7, đoàn đã tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào. Mỗi ngọn nến thắp sáng thể hiện tấm lòng biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ hôm nay với những con người bất tử đã hy sinh cho Tổ quốc. Sáng ngày 17 tháng 7, đoàn đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng, người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đầu tiên. Cuộc đời và con người của vị anh hùng này mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Nối tiếp cuộc hành trình, đoàn đã về dâng hương và thăm khu di tích ngã ba Đồng Lộc. Đây là một trong những điểm giao thông quan trọng trong thời kỳ chiến tranh. Tuổi trẻ các đơn vị đã được nghe câu chuyện xúc động về sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong khi đang làm nhiệm vụ với tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống và bao khát vọng. Trong ngày 18 tháng 7, hành trình tri ân đã viếng mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh và về thăm quê nội, quê ngoại nơi gắn bó tuổi thơ của bác cũng là khởi nguồn cho tinh thần yêu nước và ý chí lớn lao của người anh hùng dân tộc sau này. Bên cạnh hoạt động tri ân các vị anh hùng liệt sĩ, đoàn còn tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội như trao tặng 40 suất quà cho các gia đình anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, khánh thành hai sân chơi cho thanh thiếu nhi tại tỉnh Nghệ An, khánh thành và bàn giao công trình thanh niên thắp sáng làng quê tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.